Người được chọn, hành trình vượt qua thử thách tâm linh. Trong thế giới đầy những ồn ào và náo nhiệt, ta thường nghe về người được chọn như một huyền thoại xa xôi, một câu chuyện cổ tích đầy mê hoặc. Nhưng sự thật là, người được chọn không phải được sinh ra, mà được tạo nên từ lửa thử thách. Họ là những chiến binh thầm lặng, bước đi trên con đường đầy chông gai mà ít ai dám dấn thân. Hành trình của họ không phải là cuộc chiến thể xác, mà là cuộc chinh phục bản thân, vượt qua những thử thách khắc nghiệt của tâm trí, tinh thần và cảm xúc. Những thử thách này vô hình với mắt thường, không thể đo lường bằng thước đo thông thường, nhưng lại mạnh mẽ đến mức có thể bẻ gãy ý chí của những người yếu đuối nhất. Cuộc sống như một trường đại học khổng lồ, nơi mỗi người nhận được một bài kiểm tra riêng. Nhưng người được chọn dường như phải đối mặt với những đề bài khó khăn nhất, những câu hỏi hóc búa nhất. Họ bị đẩy vào những tình huống khắc nghiệt, những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua, không phải vì họ khao khát thử thách, mà bởi vì một tiếng gọi sâu thẳm bên trong thôi thúc họ bước tiếp, một sứ mệnh mà họ không thể chối từ. Trên con đường đầy chông gai ấy, họ đối mặt với nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ và cả những bóng tối trong chính tâm hồn mình. Họ bị thử thách đến tận cùng giới hạn, bị dồn vào chân tường, bị buộc phải đối diện với những góc khuất tâm tối nhất của bản thân. Nhưng chính trong những thời khắc đen tối nhất, sức mạnh tiềm ẩn bên trong họ mới được đánh thức, giống như viên kim cương được mài dũa từ những áp lực khủng khiếp. Họ tôi luyện bản thân trong nghịch cảnh, để rồi từ đống tro tàn, vươn lên mạnh mẽ và tỏa sáng rực rỡ. Những ai vượt qua được những thử thách này sẽ không còn là chính mình nữa. Họ được tái sinh, được lột xác, trở thành phiên bản tốt đẹp và mạnh mẽ hơn của chính mình. Họ mang trong mình sự thông thái, lòng trắc ẩn và sức mạnh nội tâm, sẵn sàng để chia sẻ ánh sáng và dẫn dắt những người khác trên con đường tìm kiếm sự thật và giác ngộ. Họ chính là người được chọn, những chiến binh tâm linh, những người hùng thầm lặng, những ngọn hải đăng soi sáng cho nhân loại. Thử thách đầu tiên, đối diện với bản ngã thật sự. Hành trình thức tỉnh tâm linh tựa như một cuộc hành hương vạn dặm, bắt đầu bằng bước chân đầu tiên đầy chông gai, đối diện với bản ngã thật sự. Chúng ta, những đứa con của xã hội hiện đại, đã dành cả cuộc đời để kiến tạo nên những hình ảnh lý tưởng về bản thân. Ta đeo lên mình chiếc mặt nạ được chế tác tinh xảo từ những danh xưng, địa vị, thành tích và mối quan hệ. Ta tự hào giới thiệu mình là một bác sĩ, một kỹ sư, một doanh nhân thành đạt, một người cha, mẹ mẫu mực. Nhưng đó có phải là con người thật của ta, hay chỉ là những ảo ảnh ta cố chấp níu giữ để che đậy những góc khuất yếu đuối, bất an trong tâm hồn? Thử thách đầu tiên trên con đường tâm linh chính là khoảnh khắc tấm màn ảo ảnh được vén lên, buộc ta phải đối diện với sự thật trần trụi về bản thân. Chiếc gương soi chiếu tâm hồn được đặt trước mắt, phản chiếu hình ảnh chân thực nhất, không son phấn, không tô vẽ. Ta bỗng chốc lạc lõng, bơ vơ giữa những câu hỏi nghi vấn, ta là ai khi không còn những danh xưng hào nhoáng? Ta là ai khi những mối quan hệ, tài sản, thành tựu đều bị tước bỏ? Liệu ta có còn là chính ta khi chiếc mặt nạ quen thuộc bị lột bỏ? Khoảnh khắc ấy, đối với nhiều người, chẳng khác nào đứng bên bờ vực thẳm, đối diện với nỗi sợ hãi mơ hồ về sự trống rỗng, vô định. Họ sợ hãi, chùn bước, quay lưng lại với sự thật, tìm kiếm sự an ủi trong những ảo tưởng quen thuộc. Nhưng người được chọn, những linh hồn dũng cảm được định mệnh lựa chọn cho một sứ mệnh cao cả, lại can trường đối diện với thử thách. Họ không trốn chạy, không né tránh, mà kiên định đứng trước tấm gương soi, nhìn sâu vào vực thẳm tâm hồn, dũng cảm đặt ra câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời: tôi thực sự là ai? Câu hỏi ấy không phải là một suy nghĩ thoáng qua, một câu hỏi vu vơ tự hỏi rồi lại quên. Nó là một câu hỏi lớn, một khát khao cháy bỏng thôi thúc ta đi tìm lời giải đáp, một hành trình khám phá bản thân đầy gian nan nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Bạn đã bao giờ thực sự nghiêm túc tự hỏi mình câu hỏi ấy chưa? Bạn đã sẵn sàng để bước vào hành trình khám phá bản ngã, tìm kiếm con người thật sự ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc do chính mình tạo ra? Hãy lắng nghe tiếng gọi của tâm hồn, can đảm bước qua thử thách đầu tiên và bắt đầu hành trình trở về với chính mình. Thử thách thứ hai, ôm lấy sự cô lập. Sau khi đối diện với bản ngã thật sự, bước chân tiếp theo trên hành trình tâm linh sẽ dẫn dắt bạn đến thử thách thứ hai, ôm lấy sự cô lập.
chúng ta tồn tại trong một thế giới bão hòa thông tin, nơi âm thanh và hình ảnh cuồn cuộn tấn công các giác quan không ngừng nghỉ. Mạng xã hội, công việc, gia đình, bạn bè, tất cả tạo nên một vòng xoáy ồn ào, cuốn ta vào guồng quay bất tận của những mối bận tâm, lo toan. Ta bị cuốn theo dòng chảy, bị chi phối bởi những tác động từ bên ngoài, đến mức quên mất lắng nghe tiếng nói từ bên trong. Để vượt qua thử thách thứ hai này, bạn phải dũng cảm bước ra khỏi vòng xoáy, chấp nhận sự cô lập. Không chỉ là sự cô lập về mặt thể chất, mà còn là sự tách biệt khỏi những ồn ào của thế giới bên ngoài, để đi sâu vào thế giới nội tâm của chính mình. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy, bạn sẽ đối diện với chính mình, với những suy nghĩ, cảm xúc, nỗi sợ hãi và khao khát sâu kín nhất. Ban đầu, sự tĩnh lặng có thể đáng sợ. Nó giống như một tấm gương phản chiếu mọi góc khuất trong tâm hồn, phơi bày những điều ta cố tình chôn giấu, những nỗi đau ta chưa từng đối diện. Nhưng đừng vội chùn bước, hãy kiên nhẫn, hãy lắng nghe. Bởi vì trong sự tĩnh lặng ấy, một giọng nói khác sẽ dần dần hiện lên. Giọng nói ấy luôn ở đó, âm thầm đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường, nhưng đã bị át đi bởi những ồn ào náo nhiệt của thế giới. Đó là tiếng nói của trực giác, của bản ngã đích thực, của linh hồn bạn. Nó mách bảo bạn điều gì là đúng đắn, điều gì là quan trọng, đâu là con đường bạn thực sự muốn đi. Nó dẫn dắt bạn đến với sự thật, với sự bình yên, với chính con người thật của bạn. Hầu hết mọi người đều sợ hãi sự cô lập, sợ hãi sự tĩnh lặng. Họ sợ phải đối diện với chính mình, sợ phải nghe thấy những tiếng nói thầm kín từ sâu thẳm tâm hồn. Nhưng người được chọn, những người dũng cảm bước đi trên con đường tâm linh lại hiểu rằng, trong sự tĩnh lặng là con đường dẫn đến sự giác ngộ. Họ biết rằng, những thử thách khó khăn nhất không phải là những thử thách về thể xác, mà là những thử thách về tinh thần. Và chỉ khi vượt qua được những thử thách ấy, họ mới có thể chạm đến sự thật, tìm thấy ánh sáng và tự do đích thực. Bạn đã sẵn sàng để ôm lấy sự cô lập, để lắng nghe tiếng nói của chính mình. Hãy can đảm bước vào thử thách thứ hai và khám phá những điều kỳ diệu đang chờ đợi bạn trong thế giới nội tâm. Thử thách thứ ba, buông bỏ. Vượt qua thử thách đối diện với bản ngã và ôm lấy sự cô lập, bạn sẽ tiến đến ngưỡng cửa của thử thách thứ ba, buông bỏ. Đây có lẽ là thử thách cam go và khắc nghiệt nhất trên hành trình tâm linh, bởi nó đòi hỏi sự dũng cảm và trưởng thành tuyệt đối. Con người ta vốn dĩ là sinh vật của cảm xúc và ký ức. Ta níu giữ những hỉ nộ ái ố, những được mất thành bại, những yêu thương hờn giận, như thể chúng là một phần không thể tách rời của bản thân. Ta mang trên vai gánh nặng của quá khứ, của những tổn thương, những hối tiếc, những kỳ vọng. Chúng bám riết lấy ta, kìm hãm bước chân ta, ngăn cản ta tiến về phía trước. Thử thách buông bỏ đòi hỏi ta phải giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc này, từ bỏ sự kiểm soát, từ bỏ những chấp niệm về kết quả, về con người, về sự vật. Nó không phải là sự thờ ơ, lãnh đạm, mà là sự chấp nhận, sự tin tưởng, sự an nhiên tự tại trước dòng chảy của cuộc sống. Buông bỏ không có nghĩa là bạn ngừng yêu thương, ngừng quan tâm. Nó có nghĩa là bạn yêu thương một cách trưởng thành, quan tâm một cách thông tuệ. Bạn hiểu rằng mọi thứ trên đời đều vô thường, hợp rồi tan, tan rồi hợp, không có gì là tồn tại mãi mãi. Bạn học cách trân trọng những gì đang có, nhưng không bám víu, không sợ hãi khi chúng rời xa. Buông bỏ là một hành trình, không phải là đích đến. Nó đòi hỏi sự luyện tập không ngừng, sự kiên trì bền bỉ. Sẽ có những lúc bạn vấp ngã, sẽ có những lúc bạn muốn quay đầu bám víu lại vào những điều quen thuộc. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, bạn cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy tự hỏi mình có sẵn sàng buông bỏ ngay cả điều này không? Mình sẵn sàng giải phóng bao nhiêu để được tự do? Mỗi lần buông bỏ, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tự do hơn, tâm hồn thanh thản hơn. Bạn sẽ nhận ra rằng, buông bỏ không phải là mất đi, mà là nhận lại. Nhận lại sự bình yên trong tâm hồn, nhận lại không gian cho những điều mới mẻ, nhận lại sức mạnh để tiếp tục hành trình của mình. Hãy can đảm bước vào thử thách buông bỏ, học cách buông để được, để trải nghiệm sự tự do và an lạc đích thực. Thử thách thứ tư, đêm tối của linh hồn.
Sau khi vượt qua ba cửa ải cam go đầu tiên, bạn đã bước chân vào giai đoạn chuyển hóa sâu sắc trên hành trình tâm linh. Tuy nhiên, con đường phía trước không hề bằng phẳng, mà trái lại, càng thêm chông gai và thử thách. Thử thách thứ tư, đêm tối của linh hồn, một thử thách khắc nghiệt đã từng bẻ gãy biết bao linh hồn mạnh mẽ, đang chờ đón bạn phía trước. Đây là giai đoạn mà mọi thứ bạn từng tin tưởng, mọi giá trị bạn từng theo đuổi, mọi hiểu biết bạn từng tích lũy đều bị lung lay dữ dội, như thể vũ trụ đang đặt ra một câu hỏi lớn cho bạn, liệu bạn có đủ mạnh mẽ để giữ vững ánh sáng trong tâm hồn khi bóng tối bao trùm? Trong đêm tối của linh hồn, bạn sẽ bị nhấn chìm trong những cơn sóng dữ dội của hỗn loạn nội tâm. Thế giới xung quanh dường như sụp đổ, những mối quan hệ tan vỡ, sự nghiệp bế tắc, ý nghĩa cuộc sống trở nên mờ nhạt. Bạn lạc lõng giữa những câu hỏi không lời đáp, tại sao tôi phải chịu đựng những điều này? Tôi đã làm gì sai? Liệu tôi có bao giờ thoát ra khỏi bóng tối này? Tuyệt vọng, sợ hãi, nghi ngờ, tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất dâng trào, nhấn chìm bạn trong bóng tối. Nhưng hãy nhớ rằng, đêm tối của linh hồn không phải là sự trừng phạt, mà là một sự thanh lọc cần thiết trên hành trình tiến hóa tâm linh. Bóng tối không đến để hủy diệt bạn, mà để lột bỏ những lớp vỏ giả tạo, những chấp niệm, những gánh nặng đang kìm hãm bạn. Giống như con sâu phải trải qua giai đoạn kén tầm đen tối để hóa thành bướm rực rỡ, bạn cũng cần trải qua đêm tối của linh hồn để tái sinh, để trở nên mạnh mẽ và thông tuệ hơn. Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, ánh sáng nội tại của bạn mới có cơ hội tỏa sáng rực rỡ nhất. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần phải kiên cường, bền bỉ và không bao giờ đánh mất niềm tin. Hầu hết mọi người khi đối mặt với đêm tối của linh hồn đều gục ngã trước tuyệt vọng. Họ buông xuôi, đánh mất chính mình trong bóng tối. Nhưng người được chọn thì khác. Họ không đầu hàng số phận, không chìm đắm trong bi quan. Họ hiểu rằng bóng tối chỉ là tạm thời, là một phần tất yếu của hành trình. Họ tiếp tục bước đi ngay cả khi không nhìn thấy con đường phía trước. Họ tin tưởng vào ánh sáng ở cuối đường hầm, ngay cả khi chưa thể nhìn thấy nó. Họ biết rằng sau bão giông sẽ là cầu vồng, sau đêm tối sẽ là bình minh. Vậy, bạn sẽ phản ứng thế nào khi đối diện với đêm tối của linh hồn? Bạn sẽ hoảng sợ, bám víu vào những mảnh vỡ của quá khứ. Hay bạn sẽ can đảm buông bỏ, tin tưởng vào dòng chảy của vũ trụ và tiếp tục bước đi trên hành trình của mình? Thử thách thứ năm, niềm tin vào điều vô hình. Bạn đã can trường vượt qua đêm tối của linh hồn, đối diện với những cơn sóng dữ dội của nội tâm và vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giờ đây, bạn đứng trước ngưỡng cửa của thử thách thứ năm, niềm tin vào điều vô hình. Đây là thử thách đòi hỏi bạn phải vận dụng một sức mạnh phi thường, một sức mạnh đến từ sâu thẳm tâm hồn, niềm tin. Không phải niềm tin mù quáng vào một giáo điều nào đó, mà là niềm tin vào chính mình, vào vũ trụ, vào sự vận hành huyền diệu của cuộc sống. Giữa những hoang mang, chao đảo của đêm tối của linh hồn, khi mọi thứ dường như sụp đổ, niềm tin chính là ánh sáng le lói soi đường dẫn lối. Nó là sợi dây vô hình kết nối bạn với bản ngã cao hơn, với nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ, giúp bạn vững vàng vượt qua giông bão. Thử thách này không hề dễ dàng, bởi nó đòi hỏi bạn phải tin tưởng vào những điều không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, không thể chứng minh. Nó đòi hỏi bạn phải vượt qua những giới hạn của logic, của lý trí, để lắng nghe tiếng nói của trực giác, của tâm hồn. Niềm tin không phải là sự phớt lờ nỗi đau, sự giả tạo hạnh phúc. Nó là sự chấp nhận, sự thấu hiểu, sự bao dung cho những khổ đau, mất mát trong cuộc sống. Nó là sự tin tưởng rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do, mọi thử thách đều mang đến bài học quý giá. Khi bạn đặt trọn niềm tin vào vũ trụ, vào sự sắp đặt của định mệnh, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Bạn sẽ nhận ra rằng mình luôn được che chở, dẫn dắt trên mọi nẻo đường. Trong đêm tối của linh hồn, niềm tin của bạn sẽ bị thử thách liên tục. Sẽ có những lúc bạn nghi ngờ, chùn bước, muốn buông xuôi, nhưng người được chọn sẽ không đánh mất niềm tin, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh. Họ kiên trì bước tiếp, vững vàng trước sóng gió, bởi họ biết rằng niềm tin chính là la bàn dẫn đường, là nguồn sức mạnh vô tận giúp họ vượt qua mọi thử thách. Vậy, niềm tin của bạn mạnh mẽ đến nhường nào?
liệu bạn có đủ can đảm để giữ vững niềm tin khi mọi thứ xung quanh đang sụp đổ? Bạn có dám tin tưởng vào điều vô hình, vào những khả năng tiềm ẩn của bản thân, ngay cả khi con đường phía trước vẫn còn mịt mờ? Thử thách thứ 6, buông bỏ sự kiểm soát. Tại một số thời điểm, khi bạn đã ở trong bóng tối đủ lâu, khi bạn đã vật lộn với những câu hỏi, những nghi ngờ, những nỗi sợ hãi, bạn sẽ đến một vực thẳm. Đây là nơi thử thách thứ 6 bắt đầu, thử thách của sự buông bỏ. Nếu bạn đã đi xa đến mức này, bạn đã chứng minh rằng bạn mạnh mẽ, kiên cường và có khả năng chịu đựng nỗi đau và sự bất định to lớn. Nhưng thử thách này không phải là về sức mạnh, đó là về việc từ bỏ sự kiểm soát. Đó là về việc đầu hàng dòng chảy của cuộc sống, trước những lực lượng vượt xa ý chí cá nhân của bạn, và theo nhiều cách, đây là thử thách khó khăn nhất trong tất cả. Bạn thấy đấy, con người chúng ta thích kiểm soát. Chúng ta lập kế hoạch, chúng ta tổ chức, chúng ta vạch ra chiến lược. Chúng ta cố gắng định hình cuộc sống, tương lai, các mối quan hệ của mình theo mong muốn và kỳ vọng của mình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo kế hoạch của chúng ta. Trên thực tế, thường xuyên hơn không, nó đưa chúng ta đi theo những hướng mà chúng ta không bao giờ ngờ tới, đôi khi đau đớn, đôi khi vui vẻ, thường là bí ẩn. Người được chọn là những người hiểu rằng sự kiểm soát là một ảo ảnh. Họ hiểu rằng có một trí thông minh vĩ đại hơn đang hoạt động, một lực lượng biết nhiều hơn những gì tâm trí con người hạn hẹp có thể biết. Và họ sẵn sàng đầu hàng lực lượng đó, buông bỏ nhu cầu kiểm soát kết quả. Nhưng buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ. Nó không có nghĩa là bạn ngừng quan tâm hoặc phấn đấu. Nó có nghĩa là bạn ngừng kháng cự. Nó có nghĩa là bạn ngừng chiến đấu chống lại dòng chảy của cuộc sống và thay vào đó cho phép bản thân được nó cuốn trôi. Hãy tưởng tượng bạn đang bơi trong một dòng sông. Nếu bạn cố gắng bơi ngược dòng, bạn sẽ kiệt sức và không đi đến đâu. Nhưng nếu bạn đầu hàng dòng chảy của dòng sông, bạn sẽ được đưa đến nơi bạn cần đến một cách dễ dàng. Đây là cảm giác khi đầu hàng cuộc sống. Trong thử thách này, bạn sẽ được yêu cầu buông bỏ nhiều hơn là chỉ kế hoạch của mình. Bạn có thể được yêu cầu buông bỏ danh tính, cái tôi của mình, chính ý niệm về con người mà bạn nghĩ mình đang là. Bạn có thể được yêu cầu từ bỏ những ham muốn, những chấp trước, thậm chí cả những giấc mơ của mình. Kiểu buông bỏ này không phải là điều xảy ra trong một sớm một chiều, đó là một quá trình đòi hỏi sự tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào kế hoạch vĩ đại đang diễn ra ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy nó. Hãy xem xét điều này, bạn dành bao nhiêu thời gian trong cuộc đời mình để cố gắng kiểm soát mọi thứ? Bạn có bao giờ chống lại cách mọi thứ đang diễn ra, ước gì chúng khác đi không? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng kháng cự? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn buông bỏ nhu cầu kiểm soát mọi kết quả và chỉ đơn giản là tin tưởng rằng bất cứ điều gì xảy ra đều chính xác là điều cần phải xảy ra? Thử thách của sự buông bỏ không phải là về điểm yếu, đó là về sức mạnh để buông bỏ. Đó là về lòng can đảm để tin tưởng vào điều chưa biết. Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ vượt qua thử thách này bởi vì buông bỏ cảm giác giống như mất mát, nó cảm giác giống như từ bỏ. Nhưng những người được chọn biết rằng buông bỏ không phải là kết thúc, đó là sự khởi đầu. Đó là khoảnh khắc bạn cuối cùng bước vào dòng chảy của cuộc sống, khi bạn ngừng đấu tranh và bắt đầu cho phép cuộc sống dẫn dắt bạn. Đầu hàng cuộc sống không có nghĩa là bạn từ bỏ sức mạnh của mình. Ngược lại, nó có nghĩa là bạn hòa mình với một sức mạnh lớn hơn nhiều so với sức mạnh của chính bạn. Nó có nghĩa là bạn khai thác trí thông minh vô hạn của vũ trụ. Trí thông minh biết chính xác những gì bạn cần, chính xác khi nào bạn cần nó. Nhưng để tiếp cận sức mạnh đó, trước tiên bạn phải buông bỏ ảo tưởng rằng bạn đang kiểm soát. Hãy để tôi hỏi bạn điều này, bạn có thể đầu hàng không? Bạn có thể buông bỏ nhu cầu kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống không? Bạn có thể tin tưởng rằng cuộc sống biết mình đang làm gì, ngay cả khi bạn không biết không? Đây là thử thách phân biệt những người được chọn với những người còn lại. Đó là thử thách đòi hỏi bạn phải từ bỏ việc nắm chặt vô lăng và cho phép cuộc sống đưa bạn đến nơi bạn cần đến. Và đây là nghịch lý. Khi bạn đầu hàng, khi bạn buông bỏ nhu cầu kiểm soát, bạn thực sự có được nhiều quyền kiểm soát hơn.
Nhưng đó không phải là kiểu kiểm soát mà bạn nghĩ. Đó không phải là sự kiểm soát của việc thao túng kết quả hoặc buộc mọi thứ phải theo ý mình. Đó là sự kiểm soát đến từ việc hài hòa với cuộc sống, từ việc phù hợp với dòng chảy của vũ trụ. Khi bạn ở trong trạng thái buông bỏ đó, mọi thứ diễn ra một cách dễ dàng và bạn thấy mình chính xác ở nơi mình cần, chính xác vào lúc mình cần ở đó. Nhưng kiểu đầu hàng đó đòi hỏi sự tin tưởng. Nó đòi hỏi niềm tin. Nó đòi hỏi bạn phải bước vào điều chưa biết, vào sự bí ẩn của cuộc sống mà không cần phải biết tất cả câu trả lời. Bạn có thể làm điều đó không? Bạn có thể bước vào điều chưa biết và tin tưởng rằng bạn sẽ được dẫn dắt, rằng bạn sẽ được hỗ trợ ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy con đường phía trước không? Thử thách cuối cùng, thức tỉnh với mục đích thực sự của bạn. Cuộc sống là một hành trình kỳ diệu, một bản giao hưởng của những trải nghiệm và thử thách. Trên con đường này, chúng ta đối diện với vô vàn ngã rẽ, những khúc quanh bất ngờ và đôi khi là những vực thẳm tối tăm. Nhưng ẩn sâu trong mỗi thử thách là một cơ hội để ta trưởng thành, để ta tiến gần hơn đến sự thật cuối cùng về bản thân và vũ trụ. Bạn, người đang đọc những dòng chữ này, có lẽ đã trải qua vô số những thăng trầm trong cuộc sống. Bạn đã nếm trải niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại, yêu thương và mất mát. Bạn đã học cách buông bỏ, chấp nhận dòng chảy của cuộc sống và tin tưởng vào sự dẫn dắt của một sức mạnh vô hình. Nếu bạn đã đi đến đây, nếu bạn đã vượt qua thử thách buông bỏ, bạn đã chứng tỏ mình là một chiến binh dũng cảm, một linh hồn kiên cường. Bạn đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng, thức tỉnh với mục đích thực sự của bạn. Đây không phải là một thử thách về sức mạnh thể chất hay sự chịu đựng về tinh thần. Đây là thử thách của nhận thức, của sự khai mở tâm linh. Nó đòi hỏi bạn phải vén lên bức màn ảo ảnh, nhìn thấu những lớp lan che phủ bản chất thực sự của vạn vật. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một cánh cửa khổng lồ được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo, lấp lánh ánh vàng. Đó là cánh cửa dẫn đến sự thật tối thượng, đến nguồn gốc của sự tồn tại. Để mở cánh cửa này, bạn không cần chìa khóa, không cần mật mã, mà chỉ cần sự tỉnh thức. Sự thức tỉnh không đến từ bên ngoài, mà đến từ bên trong tâm hồn bạn. Nó là khoảnh khắc bạn nhận ra mình không phải là một cá thể tách biệt, mà là một phần không thể thiếu của vũ trụ bao la. Nó là khoảnh khắc bạn hiểu rằng mọi trải nghiệm, mọi thử thách đều là một phần của kế hoạch vĩ đại, được thiết kế để đưa bạn đến gần hơn với bản chất thực sự của mình. Và sự thật đó là gì? Đó là bạn chính là cuộc sống, đang thể hiện chính nó thông qua hình hài độc nhất của bạn, thông qua hành trình độc nhất của bạn. Bạn không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, mà là người kiến tạo số phận của chính mình. Thử thách cuối cùng này mời gọi bạn buông bỏ những ảo tưởng, những danh tính giả tạo, những ham muốn ích kỷ của bản ngã. Nó thúc giục bạn nhìn sâu vào bên trong, khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn, sức mạnh vô tận đang chờ được đánh thức. Khi bạn thức tỉnh, bạn sẽ thấy thế giới này không còn là một nơi đầy rẫy những lo âu, sợ hãi và bất an. Thay vào đó, nó là một vũ đài tuyệt vời, nơi bạn được tự do sáng tạo, yêu thương, khám phá và tỏa sáng. Bạn sẽ không còn cảm thấy cần phải kiểm soát, bởi vì bạn hiểu rằng cuộc sống đã đang diễn ra một cách hoàn hảo. Bạn sẽ không còn cảm thấy cần phải tìm kiếm mục đích, bởi vì bạn nhận ra rằng mục đích của bạn chỉ đơn giản là tồn tại, trải nghiệm và thể hiện cuộc sống theo cách chân thật nhất. Hãy can đảm bước qua cánh cửa của sự thức tỉnh, hãy đón nhận món quà tuyệt vời mà cuộc sống dành tặng cho bạn. Hãy sống với mục đích, với ý nghĩa, với niềm vui. Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và lan tỏa ánh sáng của sự thức tỉnh đến những người xung quanh. Đây là lời mời gọi dành cho bạn, người được chọn. Đây là hành trình thức tỉnh, dẫn đến sự tự do và hạnh phúc đích thực. Lời thì thầm từ tâm hồn, bạn có dám thức tỉnh? Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta, luôn tồn tại một tiếng gọi, một lời thì thầm khẽ khàng mời gọi ta bước vào hành trình khám phá bản thân, khai mở tiềm năng vô hạn và chạm đến sự thật tối thượng. Đó là lời mời gọi dành cho những linh hồn dũng cảm, những người dám bứt phá khỏi vùng an toàn, vượt qua những giới hạn của tâm trí và dấn thân vào hành trình thức tỉnh. Hành trình này không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Nó đòi hỏi sự kiên trì,
lòng can đảm và một trái tim rộng mở, bạn sẽ phải đối mặt với những thử thách cam go, những nỗi sợ hãi sâu thẳm, những bóng tối ẩn giấu trong tâm hồn. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy lạc lõng, bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Sẽ có những lúc bạn muốn buông xuôi, quay trở lại với sự an toàn quen thuộc. Nhưng nếu bạn đủ can đảm để tiếp tục bước đi, nếu bạn đủ kiên trì để vượt qua những thử thách, bạn sẽ khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới tràn ngập ánh sáng, yêu thương và sự thật. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi khó khăn, mọi đau khổ đều là những bài học quý giá, dẫn dắt bạn đến gần hơn với bản chất thực sự của mình. Và khi bạn thức tỉnh, bạn sẽ thấy mình không còn là con người cũ. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn và tự do hơn. Bạn sẽ không còn bị ràng buộc bởi những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc tiêu cực, những thói quen tiêu cực. Bạn sẽ sống một cuộc sống có mục đích, có ý nghĩa và có niềm vui. Bạn có phải là một trong những người được chọn? Câu hỏi này đang vang vọng trong tâm hồn bạn. Nó không phải là một câu hỏi về sự may mắn hay định mệnh. Nó là một câu hỏi về sự lựa chọn. Bạn có lựa chọn bước vào hành trình thức tỉnh? Bạn có lựa chọn đối mặt với những thử thách và khám phá tiềm năng vô hạn của bản thân? Nếu câu trả lời là có, thì xin chúc mừng bạn. Bạn đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu kỳ thú, một hành trình biến đổi tâm hồn, dẫn đến sự tự do và hạnh phúc đích thực. Hãy lắng nghe tiếng gọi từ tâm hồn. Hãy can đảm bước đi trên con đường thức tỉnh. Hãy tin rằng bạn có sức mạnh để vượt qua mọi thử thách và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Âm nhạc du dương như những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn, khép lại hành trình tuyệt vời mà chúng ta vừa cùng nhau trải nghiệm. Khoảnh khắc này đây, trong sự tĩnh lặng và bình yên, hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình và chia sẻ những cảm nhận chân thật nhất về video hôm nay nhé. Có điều gì đã chạm đến trái tim bạn? Có thông điệp nào khiến bạn suy ngẫm? Có câu chuyện nào khơi gợi những ký ức sâu thẳm trong tâm hồn bạn? Đừng ngần ngại, hãy để những dòng chữ chân thành của bạn lan tỏa yêu thương, gieo mầm hy vọng và đánh thức những tâm hồn đang khao khát sự chữa lành. Mỗi bình luận của bạn đều là một món quà quý giá, góp phần tạo nên một cộng đồng sẻ chia, thấu hiểu và cùng nhau trưởng thành trên hành trình tâm linh. Và đừng quên, hãy lan tỏa những giá trị tốt đẹp này đến những người thân yêu bằng cách thích và chia sẻ video. Biết đâu, thông điệp ý nghĩa này sẽ là tia sáng soi đường, giúp họ tìm thấy bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy để âm nhạc tiếp tục dẫn dắt bạn, và những lời chia sẻ của bạn sẽ kết nối chúng ta trong một vòng tròn yêu thương.